Chào bạn. Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thái Duy và mình là hiện tại là tác giả của quyển sách Vượt Biển Lớn này, và quyển sách và đã ra phiên bản tiếng Anh rồi. Nó có một cái tên rất là hay là Beyond the Way, và bản thân mình đọc cái tên này mình rất là thích, và rất là nhiều người bạn của mình và cũng rất là nhiều bạn độc giả phản hồi là tại sao có cái tên nó hay như vậy. Và hôm nay ngồi trước mặt mình là một bạn dịch giả, và cũng đây là cái cơ hội để các bạn giao lưu và biết bạn dịch giả, bạn tên gì và bạn đến từ đâu, những người đứng sau hậu trường nhưng mà đóng góp cho sự thành công của quyển sách này. Cho hỏi là bạn có thể giới thiệu cho các bạn độc giả biết là bạn tên gì và cái công việc hiện tại bạn gì, và cái cơ duyên nào bạn gặp được cái quyển Vượt Biển Lớn này và bạn dịch nó ra chuyển thể bằng quyển tiếng Anh. Chào các bạn, mình tên là Nghiêm Thị Mỹ Xuân. Hiện tại mình là đồng sáng lập trường tiếng Anh Lavos. Trước đây thì mình chỉ là giáo viên dạy tiếng Anh thôi. Tuy nhiên là từ khi mà mình biết được thầy thì mình tham gia các khóa học bên thầy. Thì thay vì mình chỉ đơn thuần là giáo viên đi dạy cho một trường đại học hay là một trung tâm Anh ngữ nào đó, thì mình đã quyết định là mình thành lập một cái trường Anh ngữ cho riêng mình. Khi mà mình biết được là thầy có ý định muốn chuyển thể cái cuốn sách này sang tiếng Anh thì mình cũng nhận thông tin mà mình để đó, mình không nghĩ là mình sẽ nhận lời. Tại vì các bạn biết, khi dịch một cái quyển sách mà nhất là về kinh doanh từ tiếng Việt sang tiếng Anh, nó sẽ cần rất là nhiều thời gian, và cái quá trình dịch nó cũng sẽ rất là vất vả. Bên cạnh đó thì bạn cần phải có cái tư duy về kinh doanh nhạy bén để bạn có thể chuyển tải được hết những cái gì tác giả muốn nói sang tiếng Anh. Do đó là mình biết thông tin rồi mình chỉ để đó thôi. Một khoảng thời gian sau, khi mà mình cùng với thầy đi sang Singapore tham dự một cái khóa học của một diễn giả ở bên đó, người ta chia sẻ, thì mình mới thấy là những bài học mà những diễn giả, những đa triệu phú trên thế giới, người ta chia sẻ về thành công, về thịnh vượng như thế nào, thì tất cả mọi thứ nó được thầy gói gọn trong quyển sách này. Và thầy còn chia sẻ sâu hơn về những cái bài học cụ thể như thế nào bằng chính trải nghiệm của thầy. Do đó là sau khi học về, mình đọc lại quyển sách của thầy và mình cảm thấy là từng cái câu chuyện trong này về tuổi thơ của thầy như thế nào, rồi quá trình thầy vào Sài Gòn lăn lộn kiếm sống như thế nào, tất cả những điều đó nó đều là một cái công thức mà bất kỳ ai trong chúng ta nếu mà áp dụng triệt để thì sẽ thành công trong cuộc sống và trong công việc. Do đó là mình quyết định là mình sẽ bắt tay vào mình dịch quyển sách này ngay lập tức sang tiếng Anh, để không những bạn bè Việt Nam mình được biết những cái bài học giá trị như vậy, mà mình cũng muốn là lần đầu tiên một cái kiến thức về kinh doanh tuyệt vời như vậy, người Việt của chúng ta hoàn toàn có thể viết lại được bằng tiếng Anh, để mình chuyển ngược lại đến bạn bè quốc tế, để họ có thể họ đọc và họ hiểu hơn về những cái kinh doanh tốt đẹp cũng như là về văn hóa của người Việt Nam mình. Và mình rất là vui khi mình được đồng hành cùng thầy Nguyễn Thái Duy trong cái quá trình chuyển thể sách Vượt Biển Lớn sang tiếng Anh. Cái quyển sách này á, bạn chia sẻ một chút xíu, bạn Xuân. Bây giờ các bạn biết bạn tên là bạn Xuân, bạn Nghiêm Thị Mỹ Xuân, có thể lên online, lên YouTube, lên Facebook hoặc là lên Google, các bạn gõ tên là Nghiêm Thị Mỹ Xuân. Thì đúng là dịch một cái quyển sách nó không hề đơn giản các bạn ạ. Và đặc biệt là chuyển thể một cái quyển sách mà sang tiếng Anh, người Việt mà dịch cho người nước ngoài đọc là hoàn toàn không đơn giản một chút xíu nào. Các bạn thấy cái chữ là Vượt Biển Lớn, đối với cái tiếng Việt Nam thì chúng ta nói là Vượt Biển Lớn, nhưng mà sang tiếng Anh chúng ta không có thể là tự nhiên là chúng ta dùng cái từ là biển, sea, hoặc là dùng từ đại dương, ocean, rồi đó, các bạn chúng ta điều này à. Vậy thì cái nguyên nhân gì, lý do gì mà bạn lại ra được cái tên là Beyond the Way, và một cái tên mình mà nói là nó vô cùng kỳ diệu. Bạn có thể suy nghĩ, chia sẻ cho các bạn độc giả hiểu một chút xíu cái chỗ đó. Cái duyên cớ gì mà bạn lại đưa cái tên Beyond the Way vào? Thì đầu tiên, khi mà mình nghĩ về cái tựa sách thì mới đầu mình định dịch từng từ một sang tiếng Anh thì nó sẽ là vượt, là mình dịch lại là thành chinh phục, là conquer. Biển thì mình dịch thành đại dương là ocean, đọc ra nó là conquer the ocean thì nó nghe nó dở quá mà nó khó đọc quá. Thế là mình gác cái tựa sang một bên, mình dịch nội dung ở trong trước. Và tình cờ một ngày khi mà mình đang dịch những cái chương mà nói về tuổi thơ của thầy, thì mình tình cờ là mình nghe được một cái bài hát trong bộ phim Moana, thì nó có cái khúc mà
kể về quá trình mà cô bé vượt biển lớn để đi tìm lại mẹ thiên nhiên và cứu lấy trái đất, thì mình nghe được là chữ waves, và mình lúc đó mình nhớ ra được là cái chữ beyond có nghĩa là vượt ra khỏi. Thế là lúc đó mình ngay lập tức mình ghi xuống cái tên của cuốn sách là Beyond the Waves, thì có nghĩa là vượt ra khỏi giới hạn của những con sóng. Thì khi đọc vô như vậy nghe nó rất là hay và nó chuyển tải được đầy đủ cái ý nghĩa mà tác giả muốn nói trong cái tựa sách này. Chính xác. Cái các bạn thấy cái nghệ thuật dịch không ạ? Cái ở đây là cái nghệ thuật dịch, cái từ nghệ thuật dùng ngôn từ. Chúng ta cũng không có thể dùng cái từ si hoặc là cái từ đại dương ở trong này được. Nghe nó sao? À, chưa hết. Cái tên ở dưới này nè, cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu, đó là cái cách của tiếng Việt. Tuy nhiên cái cách của bạn chuyển tải ra nó cũng vô cùng kỳ diệu. Nó cũng không phải là dịch từ ở trong này, mà bạn đang dùng một cái câu mà mình phải nói rất là hay. Thì bạn có thể chia sẻ là cái nghệ thuật để bạn dịch cái câu subtitle, cái này là cái tiêu đề nhỏ chứ này được không? Thì khi mình đọc qua cái subtitle này thì mình thấy năm xu là một cái số tiền nhỏ. Việt Nam mình thì là năm xu, nhưng mà khi ra nước ngoài thì nó như thế nào, thì mình mới nghĩ trong đầu là như vậy, là chỉ có 50 cents thì là nó sẽ phù hợp với cái cụm từ năm xu này. Rồi cách đi lên của người khởi nghiệp thì cũng không có gì là khó, thì các bạn biết khởi nghiệp là startup. Mình mới nghĩ thêm là how startup become big potatoes with just 50 cents, thì câu đó có nghĩa là cái cách đi của người khởi nghiệp như thế nào để họ trở thành một cái big potato, là một cái người mà có địa vị cao ở trong giới kinh doanh, hoặc là blue chips cũng là một người có địa vị cao trong giới kinh doanh. Thì mình đọc tới đọc lui, mình hỏi có qua vài ba người bạn nước ngoài thì họ thích cái cụm từ là big potatoes hơn là cụm từ blue chips, cho nên là mình chọn là how startup become big potatoes with just 50 cents. Thì mình cảm thấy cái cụm từ đó nó rất là ấn tượng, và mình cũng cho một vài người bạn nước ngoài của mình đọc qua thì họ thấy là họ khi mà họ đọc vô cái subtitle như vậy và họ sẽ muốn mua cuốn sách này để họ tìm hiểu thêm về cái cách kinh doanh như thế nào mà kiếm được nhiều tiền từ rất ít tiền như vậy. Các bạn thấy cái câu chuyện vừa rồi, các bạn được nghe cái câu chuyện, cái lý do gì, cái cơ duyên gì bạn quyết định bạn chọn dịch cái quyển sách vượt biển lớn này. Các bạn thấy mỗi cái tên thôi, cái tên lớn thôi, nó cũng có một cái câu chuyện ở phía sau cái tên nhỏ thôi. Các bạn thấy không? Mọi thứ nó đều có một cái logic. Và mình cũng được biết, trong quá trình dịch mình cũng được biết rằng là mình nghe một người thân của bạn Xuân nói rằng là bạn dịch rất là tập trung. Sáng thức dậy là thấy là dịch liền. Dịch tới trưa, ăn cơm trưa nghỉ chút xíu thôi, rồi cho tới chiều, rồi cho tới tối. Cái sự làm việc của bạn nó rất là tập trung. Và mình cũng hiểu là làm việc là tập trung là cái nỗ lực nó luôn luôn tốt. Nhưng mà cái động lực gì mà bạn tập trung nó như vậy, cái động lực gì, cái gì ở phía bên trong bạn mà nó làm cho bạn rất là tập trung, để phải nói là bạn vừa ra đời cho ra một cái phiên bản sách tiếng Anh nó rất là hay, nó rất là ý nghĩa. Và cái nguồn năng lượng, cái nguồn cảm hứng ở đâu, cái lý do gì mà bạn tập trung bạn làm với một cái tốc độ nó rất là cao và nó vừa ý nghĩa nữa. Bạn có thể chia sẻ cái quá trình mà bạn đã đưa cái quyển sách này chuyển sang tiếng Anh từng chương nó như thế nào? Thì khi mà mình bắt tay vào mình dịch quyển sách này, khi mà mình vừa mới bắt tay mình dịch, thì nếu mà dịch tập trung tối đa sức lực thì một ngày mình có thể dịch được 10 trang. Và ngày nào mà mình dịch không tập trung lắm thì mình dịch được khoảng chỉ từ 5 đến 7 trang thôi. Thì vì sao mà mình lại có thể dịch tập trung nhiều như vậy? Đó là vì cái cách viết của quyển sách này, thầy viết theo lối kể chuyện. Và khi mình đọc một cái câu chuyện thì mình sẽ không bao giờ muốn ngừng nó cả. Và đang cái mạch dịch như vậy nó rất là liên tục. Và trong khi mình dịch thì mình có cảm nhận ra được, mình có nhìn thấy bản thân của mình, nhìn thấy cái câu chuyện về tuổi thơ của mình như thế nào qua từng cái câu chuyện của thầy. Thì khi mà mình bắt nhịp được cái cảm xúc của mình cũng nằm trong đó luôn thì mình dịch rất là nhanh. Thì đó cũng là lý do và vì sao mình quyết định mình sẽ chuyển thể quyển sách này sang tiếng Anh, bởi vì nó không chỉ là những bài học đơn thuần về kinh doanh mà tác giả lồng vô được đó những câu chuyện liên quan tới cuộc đời, những câu chuyện, những cảm xúc liên quan tới những cái biến cố trong cuộc đời của tác giả. Mình nghĩ là nó không chỉ gần gũi với riêng bản thân của mình mà nó
từng khúc, từng câu chuyện nó sẽ phù hợp với từng đối tượng khán giả khác nhau, và khi độc giả đọc vào thì họ sẽ bắt gặp bản thân họ đâu đó trong quyển sách này. Thì mình nghĩ đó là lý do một trong những cái động lực khiến cho mình có thể dịch quyển sách nhanh như vậy. Vâng, cái bạn thấy là cái lời chia sẻ của cái người dịch giả rất là tâm huyết để làm ra được cái quyển sách này, Chuyện Thể Thăng Tiến Tới Anh. Và bạn Xuân mới biết rằng là giờ này là cái bản tiếng Anh đã được thiết kế xong và đang xin giấy phép của cục xuất bản để chúng ta in ra. Và rất là ngạc nhiên, thì khi mà nghe cái bản tiếng Anh thì rất là nhiều bạn Việt Nam đã đặt mua. Bình thường thì mua một quyển tiếng Việt thôi, bây giờ là mua một quyển tiếng Việt và một quyển tiếng Anh, và không phải đâu, khắp mọi miền đất nước luôn. Hiện tại đã đặt hàng rồi và chưa có hàng để giao. Và sách cũng đang làm những cái thủ tục cuối cùng để đưa lên Amazon. Và bắt đầu từ đây nó sẽ lan tỏa khắp thế giới. Thì các bạn nên biết rằng là bạn Mỹ Xuân đã làm một công việc nó rất là quan trọng, đó là giúp đưa quyển sách này, bạn như là một cái cầu nối á, chuyển thể ngôn ngữ á, để nó đi ra khắp thế giới. Thì cái này là một cái điều mà nó rất là ý nghĩa, nó rất là tuyệt vời. Thì nếu mà sau này mà các bạn có sách, các bạn cần dịch, hoặc là các bạn cần liên hệ với bạn Mỹ Xuân để biết tiếng Anh. Và một 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 cái câu hỏi mà mình muốn hỏi bạn Mỹ Xuân này, tức là bạn biết tiếng Anh từ khi nào mà cái khả năng sử dụng cái ngôn ngữ tiếng Anh của bạn nó tuyệt vời, nó như vậy, bạn có thể chia sẻ một chút xíu cái câu chuyện về bạn học tiếng Anh khi nào và bạn kể cả những nó khi nào? Thì lần đầu tiên mà mình tiếp xúc với tiếng Anh là vào năm mình 6 tuổi. Tuy nhiên là lúc đó mình học tiếng Anh không có giỏi, và cứ mỗi lần mà bị ba mẹ chở đi học tiếng Anh thì mình rất là sợ. Rồi cái nỗi sợ đó của mình nó cứ kéo dài cho tới năm mình 9 tuổi. Thì mình cũng cứ đi học một vài trường rồi mình lại nghỉ, rồi lại đi học rồi lại nghỉ. Lý do chính là tại vì mình sợ và mình không có dám sử dụng nó. Tới khi mình học lớp 9 thì mình gặp được một người cô, và chính cô đã làm cho mình từ một đứa sợ tiếng Anh trở thành một người yêu thích học tiếng Anh. Và thế là từ đó tiếng Anh gắn liền với cuộc đời của mình. Mình học tập vì nó, vì mình thích nó. Rồi sau này mình trở thành giáo viên cũng dạy ngôn ngữ là tiếng Anh. Và sau này thì mình trở thành dịch giả, cũng là dịch từ quyển sách tiếng Việt sang quyển sách tiếng Anh. Thì sắp tới, hiện tại mình cũng đang bắt đầu viết cho riêng mình một quyển sách. Quyển sách có tên là Hành Trình Chinh Phục Tiếng Anh của Gấu Misa. Thì trong quyển sách đó sẽ kể lại đầy đủ quá trình học tiếng Anh của mình như thế nào, mà từ một đứa nhút nhát sợ học tiếng Anh cho tới khi mình trở thành một cô bé đam mê học tiếng Anh, và tới thời điểm hiện tại thì tiếng Anh đã hoàn toàn trở thành một người bạn tri kỷ của mình. Thì trong quyển sách đó, nếu mà mình viết nhanh thì tháng 12 này sẽ xong, và mình sẽ chia sẻ hết tất tần tật tất cả những cái phương pháp học tiếng Anh của mình, và động lực nào có thể biến mình thành một người sợ tiếng Anh thành một người thích học tiếng Anh. Rất là tuyệt vời. Tụi mình sẽ gặp nhau ở trong những cái đoạn video khác. Cảm ơn các bạn đã xem cái đoạn video này, và nhớ các bạn bấm vào cái nút like nha, cái nút đăng ký like ở bên dưới. Và các bạn muốn tìm hiểu về mình thì các bạn cứ lên Facebook, các bạn search Nguyễn Thế Duy và các bạn kết bạn với Facebook của mình. Hoặc là các bạn lên Facebook, các bạn search Nghiêm Thị Mỹ Xuân, các bạn kết bạn với bạn Xuân. Hoặc là trên YouTube, hoặc là trên Google. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.